Ở phần tiếp theo của chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay. Thưa quý vị, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang trở thành một xu hướng phổ biến trong xã hội ngày nay. Để có thể hướng đến sự liên thông trong quản lý giáo dục tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hướng tới sử dụng học bạn điện tử. Và từ tháng 4 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm học bạ số với cấp tiểu học và tháng 5 năm 2024 sẽ thực hiện thí điểm với cấp trung học nhằm xây dựng hoàn thiện mô hình quy mô quản lý, sử dụng học bạ số để có thể làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên địa bàn thành phố. Vậy việc chuyển đổi này có giảm được những bất cập mà thực tế đang gặp phải hay không? Xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón khách mời trong tầng quay là Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, Nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin chào quý khán giả. Xin được cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng. À thưa ông như vậy là sau khi mà thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm sử dụng học bản điện tử trên cả nước thì vào tháng 4 này à Hà Nội cũng sẽ áp dụng với các khối là khối lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 năm học 2023. Vậy thì à, sự chuyển đổi này ông có đánh giá như thế nào ạ? Thực ra thì qua duyên luận cũng như qua với hình theo dõi thì thấy rằng đây là một cái quá trình rất là tốt, khẳng định rất là tốt để làm số hóa các cái làm giảm bớt cái cái các cái, công việc về quản lý hành chính cũng như là đảm bảo những cái chất lượng của cái học bạn đảm bảo tính xác thực cũng như là tính toàn vẹn của nó thì sướng rất là tốt Đấy, tất nhiên là bạn buổi đầu nó đang thí điểm thì sẽ có một số cái trục trặc nó trục trặc thì chắc là sẽ phải gỡ dần thôi bởi vì là hệ thống giáo dục của cả nước rất là lớn sự phát triển không đồng đều với các vùng miền thì nó đang cũng có một số cái trục trặc nhất định vâng ạ À, vậy theo ông thì việc chuyển đổi từ học bạ giấy sang sử dụng học bạ điện tử thì đem lại những cái lợi ích như thế nào trong cái việc mà chúng ta quản lý với giáo dục? À, thực ra thì lợi ích nó có nhiều. Không phải chỉ là lợi ích về mặt quản lý mà lợi ích cho cả người dân, cho cả đội ngũ thầy cô giáo và cho cả nhà trường cũng như cho cả cơ quan quản lý vĩ mô. À, thế nhất là đối với người dân thì chỉ cần người ta có thể tiếp cận được cái, cái học bạ, cái bằng điểm đó có thể vào bất cứ lúc nào khi đã có chỉ cần một cú nhấp chuột thôi Thì rất là dễ dàng tiếp cận được. thứ hai là đối với này quản lý à đối với lại thầy cô giáo, thầy thì cô giáo như vậy là giảm bớt rất nhiều công công việc phải ghi chép này khác của chỉnh sửa nhất là vào điểm mà sai sót thì chỉnh sửa rất mất thời gian. thế còn nhà quản lý thì người ta rất là tốt, một uh, có thể chống được những cái chuyện như là uh, vào điểm có sự gian lận này khác các thứ hoặc là um, qua người ta theo dõi kịp thời những việc cập nhật điểm lên thì có thể ban giám hiệu hoặc những người được theo dõi quản lý thì người ta biết được có sự bất thường nào không thì người ta sẽ điều chỉnh lại thì rồi thì về mặt lớn hơn nữa thì đây là một hệ thống mà nó được nó cũng rất phù hợp với lại các cái cái chương trình đổi mới 2018 thì mình đánh giá thêm năng lực thì cái học bạ này là phải đảm bảo tính trung thực tính tính toàn vẹn của nó để xét học bạ trong đợi đến khi cuối học kỳ cuối năm khóa nó bắt đầu là người ta ừ. lại điều chỉnh Do, do, tác động của ngoại cảnh thì tác động vào nó không hay thì nếu mà đã vào trong trong điểm này rồi thì sau đi khóa sổ đã khóa vào nhập điểm xong khóa vào rồi thì không ai có chỉnh sửa được nữa trừ trừ là ban giám hiệu Đó. vâng ạ vậy thì việc quản lý bằng học bạ điện tử thì có đảm bảo được tính công bằng này công khai minh bạch và tránh được những cái tiêu cực trong cái việc đánh giá và ảnh hưởng tới cái điểm số của học sinh hay không thưa À, thứ nhất là đánh giá thì có phần thầy cô giáo chấm. Thì cái chuyện thầy cô giáo chấm điểm thì nói để đảm bảo công bằng thực ra đây là rất là khó. Đây rất là khó. Bởi vì thế là do ý muốn chủ quan của thầy cô giáo rồi thiết kế đề thi kiểm tra đánh giá rồi kể cả anh chuyện cảm tình. Nhưng mà cái lúc nhập điểm vào à, thì đã nhập điểm vào thì anh không có ra chính xác rồi thì không có quyền sửa chữa được. Thì đấy là làm bảo cái sự là là công bằng ở chỗ là nhập điểm là chính xác anh không thể thay đổi được bởi vì rất có nhiều trường hợp là cũng có trường hợp là như vậy là vào nhập điểm xong vào học bạ sau đó là lại chỉnh sửa lại lại chỉnh sửa bạ cho làm đẹp, đẹp học bạ nhưng mà bây giờ nếu mà tôi theo dõi cả một cái quá trình bằng cái gọi là dữ liệu thì rất khó khó chỉnh sửa như vậy thì đảm bảo được cái tính minh bạch tính bạch thế còn đánh giá nó có hai phần đây là đánh giá phần thứ nhất là thầy cô đánh giá về trung thực cái giá khách quan đúng cái năng lực học sinh cái thứ hai vào điểm chính xác Đấy. vâng ạ à, vậy thì việc chuyển sang học bản điện tử liệu đối với những người làm giáo viên thì họ có gặp phải khó khăn gì hay không và đặc biệt là với những cái giáo viên lớn tuổi họ không quá quen với cái việc mà thao tác trên internet thực ra thách thức khó khăn thì nó cũng tương tự như một số quốc gia khác thôi ở việt nam cũng vậy những giáo viên ban đầu là phải làm việc rất là nhiều để trong quá trình chuyển tiếp giữa cái cái thói quen học bạ giấy chuyển sang các bạn này nó phải có câu chuyện chuyển đổi dữ liệu này các thứ đúng không thế đấy là cái khoản thứ hai đó là không phải là thầy cô giáo của, của, cả nước ai cũng tinh thông có điện thoại smartphone hay là những cái sử dụng cái phần mềm nó thành thạo thì đấy là cái khó khăn có kỹ năng sử dụng nó thành thạo nhất là các thầy cô bây giờ lớn tuổi rồi thì cập nhật các công nghệ về thông tin cũng cũng có vấn đề thì nó tất nhiên nó có khó khăn thì đòi hỏi là phải tăng cường công tác bồi dưỡng bồi dưỡng thường xuyên cho các thầy cô thế còn về, về cơ bản thì là dùng cái này thì giáo viên tương lai sẽ rất là nhàn. Vâng ạ, à, theo quan sát của chúng tôi thì cái việc mà chuyển đổi học bạ thành học bạ điện tử à, trên thực tế thì cũng chưa là đồng bộ và giữa cái cách thực hiện giữa các nhà trường cũng như là các địa phương trên cả nước thì rõ ràng là chúng ta thấy là có những cái sự chênh lệch và có sự khác nhau à, ngay cả trong một tỉnh thôi nhưng mà cũng có những trường À, chưa thực hiện được và chưa có chữ ký số à, nên đã có rất là nhiều trường thì uh, cho phép học sinh à, chúng ta sẽ có Đúng song rồi. song hai loại là học bạ giấy và học bạ điện tử vậy thì ông có ý kiến đánh giá như thế nào? thì Tôi nói từ ngay từ bắt đầu thế đây là quá trình chúng ta đang vào cái thế điểm thứ nhất là chúng ta chưa có một khung pháp lý chắc chắn để sử dụng cái 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 học bạ số này để rồi được thừa nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc các cơ sở giáo dục có thẩm quyền khi học sinh chuyển trường này khác các thứ Thế rồi ngay cả cái chữ ký điện tử cũng không phải là thầy cô giáo nào cũng có, nhà trường cũng có. Thế rồi cái phần mềm của chúng ta làm thì nó phải chuẩn. Thì chúng ta rút kinh nghiệm, chúng ta đã biết từ thời Covid thì rất nhiều bộ phận phần khai báo các phần mềm của... Và ngay bây giờ ngay cả cái căn cước công dân cũng vậy. cho là mỗi khi người ta nghĩ ra cái gì đấy người ta thay đổi. Mà thay đổi như vậy là rất khổ. Và nó mất cái tính chuẩn hóa. Thế rồi thì những cái hạ tầng công nghệ thì nói chung nó có những các cái trục trặc ban đầu. Tôi nghĩ là như vậy. Rồi về quản lý dữ liệu nó rất là lớn thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta làm nhưng mà theo tôi thì cái thứ nhất là phải có khung pháp lý. Hai cái các cái phần mềm và cái bảng dữ liệu cái format nó phải rất chuẩn. Không có nay là mai thì sửa thì rất là khổ, sửa rất khổ cho 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 cơ sở. Thì đấy là những cái rồi thì chúng ta cũng phải có những các cái tập huấn cho đội ngũ thầy cô giáo. Đặc biệt là ý chí của lãnh đạo, nhận thức của lãnh đạo phải rất là rõ ràng cho này. Thế còn hiện nay thì do nó phải gọi là chữa cháy theo kiểu là bây giờ là chưa có chữ cứ điện tử thì rằng người ta chưa tin được cái bản xác thực đấy, đấy chưa tin bản xác thực đấy thứ hai là không pháp lý chưa có thì về vẫn có một số nơi như lạng sơn thì khác người ta vẫn có thể dùng dùng cả học bạ điện tử và, và sau đó cả bạ giấy và phải in ra sau đó để hiệu trưởng xác nhận đóng con dấu vào thế nên, hoặc là cái trường đại học bây giờ người ta cũng chưa chưa chắc người ta đã chấp nhận cái đấy thì những cái này phải có một cái cái văn bản mang tính pháp quy nhất cái này. vâng ạ à, vậy theo những sự nghiên cứu của tiến sĩ hoàng ngọc vinh à, với cái việc à, chuyển đổi học bạ điện tử thì có thực sự cần thiết hay không và làm sao để học bạ điện tử có thể là à, trao đổi cũng như là giao dịch trên một môi trường số và dần dần thì chúng ta có thể thay thế dần giấy tờ truyền thống cũng như đảm bảo được những cái tính xác thực này chính xác và toàn vẹn của dữ liệu thưa ông à thực ra đây là một xu hướng tất yếu thôi bởi vì nhìn thấy cái lợi ích của nó nó có một số lợi ích rất là dễ tiếp cận về số liệu rồi thì dễ truy xuất dễ cất giữ mà cất giữ lâu dài đi học giấy thì có khi một vài thập kỷ là có khi là, là mất nhưng mà cái này cất, cất, cất giữ lâu dài thứ hai là nó dùng cho trong cái hệ thống tuyển sinh rất là tốt trong việc cải cách hành chính rồi ngay cả những đỡ cái chi phí về việc in ấn rồi thì đã in ấn nhiều giấy nhiều thế này đã, ảnh hưởng đến môi trường vân vân rồi những cái vấn đề chỉnh sửa lỗi nó hiệu quả đó nó cao thời gian nó tiết kiệm được thì đấy là cái, cái lợi ích thì mình phải thấy đã thế còn làm sao để có thể hủy bỏ giấy tờ truyền thống thì nó phải như tôi đã nói phải có một cái khung pháp lý nó chắc chắn thay các phần mềm cũng như là các cơ sở dữ liệu nó phải chuẩn hóa được nó được rồi phải bảo mật nó cao và thường xuyên phải backup tức là phải cập nhật lại thường xuyên những cái dữ liệu sợ rằng nó bị hỏng hệ thống hoặc là trục chặt hệ thống hoặc là bị hack hacker nó vào nó phá thì thành ra nó cũng dẫn tới câu chuyện là à, mất cái độ tin cậy đi đó thì tất cả những cái đó thì thì tính bảo mật của hệ thống rất quan trọng bảo mật hệ quan trọng an à. ninh mạng rất quan trọng dạ, rồi nghe. cũng cẩn thận là, là, dùng cái này rồi rất có thể những đám lừa đảo lợi dụng công nghệ mạng lừa đảo rồi thì ví dụ như là gọi đến phụ huynh khai báo cái này khác các thứ rồi vào cái đứng linh lạ đấy là, rồi cũng có xảy ra hiện tượng đó thì ra những cái này phải có cái cái tuyên truyền cũng như là cái tập huấn cho đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý của của những cái trường toàn ngành thế thì nó rất là lợi thế ngoài ra chúng ta lợi còn cái lợi nữa tôi muốn nói là khi chúng ta có cái hệ thống này thì chúng ta việc xét tuyển vào đại học nó cũng đảm bảo cái độ tin cậy hơn bởi vì theo cái cái chương trình giáo dục 2018 đó chúng ta đào tạo tiếp cận năng lực Mà năng lực thì không phải chỉ qua kỳ thi đánh giá kỳ thi mà được đánh giá bởi cả các quá trình hồ sơ học tập ví dụ em làm dự án em tham gia cộng đồng tất cả cái thứ đấy đưa vào đó thì vậy nên không phải cái câu chuyện chỉ bản điện tử thôi mà nó là cả cái hồ sơ học tập điện tử là đúng hơn là như vậy thì sẽ rất có lợi để cho các em có thể sau này đi du học nước ngoài vân vân thì nó rất là có lợi thì theo tôi thì bước đầu nó có khó khăn như vậy thế nhưng mà bộ thì nhanh chóng để ban hành những các cái quy phạm pháp luật chứ không để đừng để ngày xưa giống như làm phong chữ a b c cái phong chữ tiếng việt ấy rất nhiều cái cốt mà nó loạn lên thì không được đã công nghệ tin phải chuẩn hóa vâng ạ à. à, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ từ tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh à. nguyên bộ trưởng bộ giáo dục chuyên nghiệp bộ giáo dục và đào tạo à. và thưa quý vị và các bạn với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại